Cho các bạn học lý thuyết nhiều thì chúng ta cũng sẽ hơi bị chán. Thì bây giờ bài này thì chúng ta sẽ đi vào một số ví dụ dùng unit test một cách căn bản nhất, mà chúng ta sẽ tạo ra một cái project riêng chứ không bị trùng với cái thằng project thật của chúng ta. Thì mình cần thêm một cái bài này để các bạn làm quen với lại unit test trước, để bạn có một cái thực hành cơ bản nhất có thể. Đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ mở cái Visual Studio lên đúng không? Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái project rất là nhẹ nhàng thôi. Đó là một cái ứng dụng record. Ví dụ như mình tạo ra một cái class library hoặc một ứng dụng console có tên là ví dụ demo unit ví dụ như là calculator đúng không? Đó, khi mình tạo ra một cái ứng dụng như thế này thì nó sẽ không có gì test đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ tạo ra một cái class ví dụ có tên là math operation đúng không? Là một cái class mà có chứa các cái phương thức. Chúng ta sẽ có các phương thức để tính toán. Ví dụ như là có phương thức cộng trừ nhân chia đúng không? Ta có bốn cái phương thức cộng trừ nhân chia, gồm có hai số. Trừ hai số, nhân hai số, chia số, đơn giản nhất như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta không biết được là cái kết quả của từng cái phép toán này đã đúng chưa và đúng như là cái mong muốn chưa, thì chúng ta sẽ test nó. Thì test nó ở đây thì cách test đơn giản nhất và nhanh nhất và của dev chúng ta phải làm đấy là unit test. Thì unit test chúng ta sẽ phải tạo ra một cái project mới có tên là test. Chúng ta chọn đây là được mà chọn test được x unit, ví dụ chúng ta sẽ chọn là calculator chấm test. Để chấm test thì các bạn nhìn thấy là một class test, nó không khác gì một class bình thường, mà chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta sẽ có cái fact. Fact ở đây có nghĩa là nó quy định cái thuộc tính này là một thuộc tính, là một phương thức, cái quy định phương thức này là một phương thức unit test của x unit, nó nằm trong cái namespace x unit. Và các bạn nhìn thấy là nó cũng nằm ở trong thư viện x unit. Nếu chưa có thì các bạn có thể add, nhưng mà các bạn tạo test thì là đã có rồi, và biểu tượng của test nó là một cái ống nghiệm. Đó. Thế và tên của phương thức thì như chúng ta học rồi đúng không? Chúng ta sẽ chỉ cần tạo ra một cái phương thức và có cái attribute là fact. Có 3 thành tố cần phải có, đó là tên phương thức này, điều kiện và kết quả mong muốn đúng không? Thì chúng ta học rồi. Phương thức của nó thì nó luôn trả về void, nếu mà không phải là đồng bộ thì nó sẽ là task. Thì ở đây chúng ta sẽ có là tên phương thức. Ví dụ chúng ta sẽ test cái phương thức add hai số trước đúng không? Ta sẽ có add. Kết quả là cái điều kiện chúng ta là ví dụ như là chúng ta muốn cộng hai số đúng không? True number. Và điều kiện thứ ba là muốn là sum của true number. Đó. Thì ở đây chúng ta muốn nhìn vào. Vậy thì làm sao? Bây giờ chúng ta sẽ cộng tổng và năm, chúng ta sẽ có 3 phần đúng không? A thì các bạn nhìn thấy arrange đúng không? Arrange chúng ta chuẩn bị một số đầu tiên, đó là số number 1 và chúng ta number 2. Ví dụ bằng 2 đi. Thì mong muốn của chúng ta là gì? Chúng ta muốn mong muốn là kết quả là 3. Vậy chúng ta sẽ đi vào phần action. Đó là chúng ta muốn tổng bằng cái math operation. Cái thằng này chưa hề được. Và tiếp theo chúng ta phải add different, chuột phải, và dependency add cái calculator vào. Thì chúng ta mới có thể truy cập được đến cái class math operation.
rồi gọi phương thức S 51 và 52. Như vậy thì nó sẽ ra phương thức kết quả trả về của nó sẽ return ra tổng. Các bạn nhớ là nếu để test dễ dàng nhất thì các bạn nên đặt input và output rõ ràng cho một phương thức. Nếu phương thức mà void thì rất khó để test. À, cho nên là các bạn nên dùng output. Phương thức các bạn viết cũng nên có output thì nó sẽ kiểm tra là sẽ dễ hơn. Và cuối cùng là phần assert đúng không? Assert. Assert sẽ có phương thức cái class assert là assert là phương thức là class mà dùng để đánh giá. Thì chúng ta có rất nhiều phương thức contain, donuts, contain, empty, equal, true, false, tất cả mọi thứ đây. Chúng ta sẽ dùng dần dần, chúng ta sẽ quen. Ví dụ như để đánh giá hai số có bằng nhau không, chúng ta dùng phương thức equal. Equal ở đây chúng ta tùy, chúng ta truyền vào kiểu gì thì nó sẽ ra kiểu đấy. Sẽ có hai tham số là expect và actual. Expect ví dụ như 1 và 2, chúng ta sẽ expect là 3. Và actual nó sẽ là sum, sẽ là tổng. Đó. Như vậy thì nếu tổng 3 thì hai cái này bằng nhau thì có nghĩa là thằng này pass. Còn nếu mà nó ra 0,3 thì có nghĩa là phương thức này sai, đúng không? Chúng ta biết thừa cái này đúng. Phương thức rất đơn giản này không thể viết sai được, đúng không? Chúng ta bật Test Explorer lên. Ở trong Visual Studio nó hỗ trợ Test Explorer bằng cách chúng ta kích vào Test Window, Test Explorer. Thì nó sẽ nhận ra tất cả những cái test case nào. Ở đây chúng ta thấy là mỗi một file thì chúng ta nên để Mat operation là ăn F2, chúng ta có thể rename cái class này thành test, đúng không? Thì nhìn nó sẽ đúng hơn. Và các bạn khi các bạn có nhiều cái test thì các bạn sẽ thấy là các bạn nó sẽ thay đổi cho chúng ta nhìn thấy. À, nhìn thấy không? Add to number, sum up to number. À, thế là nhìn cái biết là nó nằm ở trong cái namespace calculator test file test này và case là add to number. Ok. Như vậy chúng ta sẽ run được nó bằng cách run select. Nếu pass nó sẽ ra màu xanh, fail nó sẽ ra màu đỏ. Khi chúng ta có rất nhiều các case, chúng ta có thể run all. Lần đầu tiên chạy đó, ok, nó đã ra kết quả đúng. Các bạn tích vào đây nó sẽ ra được là, còn các bạn kích vào đây các bạn có thể hoàn toàn debug được. Có một cái điều đặc biệt là khi các bạn debug vào đây thì nếu các bạn có lỗi gì các bạn debug rất nhanh. Bởi vì các bạn không phải chạy cái giao diện của ứng dụng mà các bạn chỉ cần debug, chuột phải ở đây debug nó sẽ chạy thẳng vào và các bạn không cần phải mở lên, ví dụ mở lên ứng dụng xong rồi kích xong rồi đến. Như các bạn đây các bạn debug thẳng ở trong một cái unit đó, nó sẽ cho các bạn một cái công cụ debug rất mạnh mẽ đó. Thì các bạn chỉ cần đi vào đây, kết quả chúng ta đây là sum là 3 đúng không? Các bạn có thể kéo lên đây. Các bạn vào F11, các bạn đi sâu vào trong thì các bạn có thể đi vào trong truyền vào 1 và 2 thì kết quả nó sẽ là 3. Đó, công cụ debug của chúng ta. Đó. Thì các bạn có thể debug bằng cách này. Đó. Thì ngoài ra nếu các bạn có rất nhiều các cái tham số đúng không? Trong trường hợp nếu thằng này bạn mong muốn là một cái case này mà chúng ta muốn test nhiều kết quả hơn, nhiều số to hơn nữa. Giả sử đây là một cái hàm rất là phức tạp và chúng ta muốn tạo nhiều tập dữ liệu test thì thay vì fetch thì chúng ta sẽ dùng cái loại thứ hai, đó là theory. Theory là một tập khác cái test case. Chúng ta có quy định inline data và trong này chúng ta có tập, chúng ta có tham số. Ví dụ như in 51, in 52 và in sum expected sum, đúng không? Tổng mong muốn với cho một cái tập dữ liệu này bao gồm ví dụ 1, 2 thì mong muốn sẽ là 3. À, 2, 4 mong muốn sẽ là 6 đúng không? Và 42, 43 sẽ mong muốn là 7. Và 10 với 21 sẽ là 31 đúng không? Tương ứng như vậy. Các bạn nhìn thấy là ở đây là theory class as some on test class does not use parameter 51. Thì cái này nó không dùng bởi vì sao? Bởi vì chúng ta
không có phần array, đúng không? Nó nhận luôn cái kết quả expect tổng. Và à đây, chúng ta có sum và chúng ta vẫn expect vào đây. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta một phương thức nhưng mà chúng ta có 3 case test cho 3 cho 4 case test, 4 tập kết quả khác nhau. Ta có thể run all, ta biết được là có case nào nội không, đúng không? Đây là case đơn giản thì mình demo thôi. Còn nếu mà không phải đơn giản thì nó sẽ có thể là ví dụ như là có case nào không thì không không lỗi nhưng mà âm 1 thì lỗi chẳng hạn. Thì chúng ta test số âm, số dương chẳng hạn. Đấy, ví dụ thế. Không với 1 thì được nhưng không đó. Trừ đấy là cộng hai số, đúng không? Chúng ta có ví dụ tương tự như vậy, chúng ta sẽ có bài tập về cộng trừ nhân chia. Thì các bạn có thể làm các cái bài tập của phép trừ, phép nhân, phép chia trong cái bài học này để các bạn có thể hiểu rõ được nó. Thì các bạn có thể làm theo bước để tạo ra một cái đơn giản nhất để hiểu về test case như thế và cách sử dụng cái Visual Studio.